Chào mừng các bạn đã trở lại với điểm tin công nghệ của H Channel và hôm nay chúng ta sẽ có tin tức sau đây. Rò rỉ hình ảnh, thông số kỹ thuật và giá bán của Xiaomi Mi Band 5. Thị trường máy tính bảng của Xiaomi đã bị bỏ quên trong vòng hơn 2 năm nay với chiếc Mi Band 4, được phát hành vào tháng 6 năm 2018. Tuy nhiên, với xu hướng học tập và làm việc trực tuyến để đẩy mạnh nhu cầu lớn cho các thiết bị điện tử và máy tính bảng. Chính vì vậy, Xiaomi đã tiết lộ rằng họ sẽ mở bán lại các sản phẩm máy tính bảng và cho ra mắt các bản cập nhật trong tương lai. Trong khi chờ đợi thì mới đây những hình ảnh rò rỉ về thiết kế, thông số cũng như giá bán của chiếc Mi Band 5 đã được xuất hiện. Mặc dù chưa biết chính xác nhưng chúng ta có thể thấy được phần nào thiết kế của mặt sau và mặt trước của thiết bị. Nổi bật ở phía sau đó chính là thiết lập camera kép giống như phong cách thiết kế của Mi 11. Thiết bị được cho là sẽ áp dụng giải pháp toàn màn hình 2K 144Hz ở mặt trước, hỗ trợ tốc độ lấy mẫu cảm ứng lên đến 480Hz. Màn hình hiển thị là màn hình LCD được phủ kính Gorilla Glass thế hệ thứ 5. Cụm camera được trang bị gồm một camera chính với 20 triệu điểm ảnh và ống kính macro góc rộng 13mm. Cảm biến máy ảnh chính là cảm biến của Sony IMB586. Về phần cứng, Xiaomi Mi Band 5 được trang bị con chip xử lý Snapdragon 870 mới ra mắt của Qualcomm. Máy tính bảng sẽ có các biến thể bộ nhớ khác nhau và cơ bản nhất đó là 8GB RAM và 128GB bộ nhớ trong với giá là 3.999 nhân dân tệ và một phiên bản cao cấp nhất với 16GB RAM và 1TB bộ nhớ trong có giá là 5.499 nhân dân tệ. Amalfit GTS 2 Mini giá chỉ 2.490. Đây là sản phẩm mới nhất trong bộ sưu tập đồng hồ thể thao của Amalfit. GTS 2 Mini được thừa hưởng cái tính năng và công nghệ tiên tiến nhất nhằm hỗ trợ bạn có cuộc sống khỏe mạnh và thú vị hơn. GTS 2 Mini được trang bị màn hình Vacom 2.5D có kích thước là 1.55 inch với tấm nền AMOLED Always On. Thân đồng hồ mỏng chỉ 8.95mm với trọng lượng là 19.5g. Vỏ ngoài được làm từ hợp kim nhôm. Amalfit GTS 2 Mini có hơn 70 chế độ thể thao tích hợp như là chạy bộ, đạp xe, bơi lội và các thể thao trong nhà cũng như ngoài nhà phổ biến nhất. Trong khi luyện tập, GTS 2 Mini sẽ ghi lại tất cả các giai đoạn luyện tập, nhịp tim, đồng thời báo cáo về buổi tập trong ứng dụng Zep. Sau khi hoàn thành bài tập, bạn có thể xem lại quá trình luyện tập cũng như kết quả của buổi tập trong ứng dụng này. GTS 2 Mini được trang bị khả năng kháng nước là 5 ATM và thời gian sử dụng là 14 ngày với mức sử dụng trung bình. Vì vậy, bạn sẽ không cần lo lắng về việc sạc pin 2 lần trong tuần. Hoặc nếu sử dụng tất cả các chức năng thì đồng hồ vẫn trụ lên được 7 ngày. Tuy nhiên, khi bạn chọn chế độ tiết kiệm năng lượng, đồng hồ có thể sống sót lên đến 21 ngày. Rò rỉ cấu hình chi tiết của Oppo F19 Pro và 19 Pro Plus. Theo nguồn tin rò rỉ, Oppo F19 Pro Plus 5G sẽ đi kèm với bộ vi xử lý MediaTek Dimensity 800U. Nó sẽ được trang bị là 8GB RAM và 128GB bộ nhớ trong. Điện thoại cũng sẽ được trang bị viên pin đó là 4500mAh và hỗ trợ công nghệ sạc nhanh 30W. Model Pro Plus cũng sẽ đi kèm với thiết lập camera ở phía sau gồm một cảm biến chính 64MP, một ống kính siêu rộng 8MP và một cảm biến độ sâu 2MP. Ở mặt trước, điện thoại sẽ có camera selfie là 32MP. Về màn hình, F19 Pro Plus sẽ được trang bị màn hình AMOLED 6.4 inch, sử dụng thiết kế đục lỗ để chứa camera selfie và được tích hợp cảm biến vân tay dưới màn hình. Hiện tại vẫn chưa rõ là màn hình này có được hỗ trợ tần số quét cao hay không. Còn với Oppo F19 Pro thì nó sẽ sở hữu màn hình giống với bản Pro Plus. Sự khác biệt chỉ đến từ phần cứng bên trong điện thoại. Nó sẽ sử dụng con chip MediaTek Helio B95, đi kèm là 6GB RAM và 128GB bộ nhớ trong. Về khả năng nhiếp ảnh, F19 Pro có camera chính là 48MP, một ống kính góc siêu rộng là 8MP, cảm biến độ sâu 2MP và một camera macro 2MP. Camera trước có độ phân giải sẽ là 16MP. Cuối cùng là về giá bán, Oppo F19 Pro sẽ có giá khoảng 20.000 rupee, tương đương là 6,25 triệu đồng cho phiên bản 6GB RAM và 128GB ROM. Còn với F19 Pro Plus sẽ có giá là khoảng 25.000 rupee, tương đương 7,8 triệu đồng cho model 8GB RAM và 128GB ROM. Rò rỉ cấu hình của OnePlus 9 Pro. Những hình ảnh rò rỉ mới đây đã cho thấy OnePlus 9 Pro sẽ có màn hình Full AMOLED 6.7 inch với tốc độ làm mới là 120Hz. Nó được trang bị bộ vi xử lý Snapdragon 888 kết hợp với 8GB RAM và 128GB bộ nhớ trong. Hình ảnh cũng cho thấy OnePlus 9 Pro sẽ có 4 camera ở phía sau lần lượt là 48MP, 50MP, 8MP và 2MP. Ảnh chụp màn hình không cho biết rõ thông số kỹ thuật của camera trước, nhưng chúng ta có thể thấy là nó có một cảm biến. Và trên đây là những điểm tin công nghệ có trong ngày. Cảm ơn các bạn đã theo dõi và đừng quên nhấn đăng ký kèm theo nút chuông để đón chờ các bản tin tiếp theo nhé.